Dış. 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 Chuyến hàng cuối năm nha bà con. Hết hàng nha. Hết hàng nghỉ Tết nha bà con. Đó. Đây. Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đây các bác, ở vậy đủ chất lượng cho bà con. Hôm nay chú Thông vận chuyển lô cuối cùng nha, của năm 2023 nha các bác. Đó, cho vị khách đặt hàng của chú Thông cũng phải tầm cỡ gần một tháng rồi các bác. Đó, hôm nay chú mới lấy được cho anh nha. Đó, ba con nha. Đó, thì bây giờ chú Thông giao. Bây giờ chú Thông vận chuyển sang cho anh nha. Đó, thì mời các bác cùng toàn thể bà con đồng hành cùng em sang giao ba con bò ba bê chất lượng như thế này, giao cho anh và xem phản ánh của anh thế nào về cái chất lượng con me nha các bác. Đó, thì cũng trong thời gian qua chú Thơm cũng cảm ơn bà con cô bác trong và ngoài nước trong năm 2023 đã tin tưởng đồng hành và ủng hộ bò của bên kênh Khởi Nghiệp. Đó, chú Thơm cảm ơn bà con rất nhiều nha bà con. Đi bộ lại đây, đi bộ thoải mái đi. Xe ba con đứa nào xuống dưới đố được rồi. Đi, để lợn đấy. Ôi trời, thế thì em có biết tính kiểu làm sao kiếm được miếng lòng. Anh về nhà bắt cái thằng em nữa, anh mượn xe em bắt thì lợn nhất. Đúng rồi. Có hai thằng mà có lợn hơn hai thằng ạ. Làm chưa? Trời ơi, có lợn là cả lồng. Ừ, ý là về là sao đó phụ làm cái lợn bên đó. Bây giờ là quay bên đây là làm tiếp một lợn bên đây. Lợn nhà. Là nhà. Đâu chuồng ở đâu? À chào anh em nhá. Đâu 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 có chuồng, từ 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 từ. Có chuồng em ạ, chuồng của chú nuôi trâu miến cái lắm. Hả? Của chú nuôi trâu miến không như đó à? Của chú nuôi trâu này là. Chú nuôi trâu. Trâu mới. Cần gì mới. Đây cháu của cái cây vào đây thế này. Thì tí nó lô cây cũng một thôi. Một cái nuôi trâu này rút cái cây tre, rút cây cây một cây. Đây lên cho đấy một cái khác đó, mà này chút rồi. Đúng rồi. Đây có cái sắt không em? Hắt nó nó. Hắt thôi. Đây còn hết sang năm nữa, nửa năm năm nữa. Đúng. Tháng tư sang năm là ok rồi. Tháng 3. Tầm tháng 3 chứ đừng để qua mùa hè. Ba mấy tháng mùa hè không ăn thua đâu, ăn chậm lớn. Mấy tầm tới tháng 3, cuối tháng 3, đầu tháng 4 là bán được rồi. Cấp 6 tạ là mà cho đi. Bạn gỡ thì quay em tiền nữa là. Vâng, đúng rồi. Chỗ em đó mấy con bò em trong đó là 600 rồi đó. Rước cho đi chứ không cần thiết phải nuôi to làm gì cả. Nhưng mà bây giờ thì bắt cho ăn trong dài được. Nhưng mà đến lúc mà vỗ béo, nhớ cuối giai đoạn vỗ béo tầm cỡ 4 tháng là bác phải tăng cám lên cho nó ăn, đừng có tiếc tiền. Không lo đâu. Vâng, ăn nhau ba cái chắc nó thì giống như ông ở bên đây, ông bên đường cao tốc. Dưới đây này. À, đúng rồi đó. Bữa đầu ông cho 5 cân xong bắt đầu sầm hạ xuống 3 cân. Cho dưới cho lên chứ lại cho lên xuống này. Đúng rồi. Đây có bác. Đó em ơn anh trai đây tận dụng cái chuồng nuôi trâu đó các bác, nuôi trâu không ăn thua bà con. Bây giờ chuyển sang nuôi bò ba bê. Tại quanh quanh đây bà con người ta bán bò ba bê thấy hàm quá, còn cứ 50-60 triệu. Hàm cực kỳ luôn. Bây giờ chuyển sang nuôi bò ba bê đây, thành niên các bác. Thế nhưng việc gì khó có thành niên. Đây em nó già cố lại mấy cái này đây. Để nhốt bò vô. Bữa trước là nuôi trâu đúng không em? Bữa trước là tận dụng nuôi trâu. Nuôi trâu nhưng bây giờ tận dụng là chính qua nuôi bò. Đó, để em ấn hàn xong xuôi rồi ta cho bò xuống nhà các bác. Cho bò xuống nhà bà con. Đây, cho bò nó kia. Đây, về nhà mới. Đón nó cho vào luôn. Còn tí nữa nó kích mũi kia vô trong đấy. Đóng cái này không ra, nó đóng rồi lấy cái canh. Về 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 về.
về về mẹ đẹp không các bác, mẹ đẳng cấp. Ô về 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 về. Nói chung con mèo mà sau này nó tương lai hay không mà chờ đang nhỏ nhìn là biết rồi. Biết rồi nhá. Đúng không? Cái này con này. Nếu mà đúng cái mà chờ gỡ luôn dễ luôn. Cái này con này là làm cái dọ dọ hết. À không cần có dây được không cần. Từ từ có dây được không cần. Có dây được không cần nữa. Cũng phải cột lên. Đúng rồi, hắn đẹp con. Nhưng hắn phải thấp như cái loại này sau cao trường mông to này. Đây các bác này. Đó. À, chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Kênh Khởi Nghiệp. Kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng bà con. Có tối rồi các bác. Chiều chuồng nó hơi chặt, bà con hết sức thông cảm. Chú xếp ghi đoạn hình cho bà con nhân xem. Đó chỉ hôm nay chú Thơm chở bà con chắc là chuyến cuối năm rồi các bác. Và con sang cho ông anh ở bên Phú Sơn. Bên này Phú Sơn anh nhỉ? Bên này à, Cát Sơn Phú Sơn đúng không? À Bắc Sơn Phú Sơn. Đó anh trai đây, anh đây là theo dõi kênh YouTube đó, anh giới thiệu cho bác đây sang xem. Đó thì anh cũng đặt hàng chú Thơm lâu rồi các bác, anh cũng đặt hàng chú Thơm lâu rồi. Thì nay chú Thơm mới đúng thật bà con cuối năm luôn mới có dịp lấy cho anh. Đó thì anh sang nhà xem thực tế. Đó thì anh cho bà con xem coi là nhận xét coi cái tông con me chú Thơm chọn như thế nào anh trai. Có ok không? Nói chung là giá cả thì không phải bàn, me thì cực kỳ chất lượng. Me là ừng cái bụng đó. Dạ vâng. Bây giờ thứ nhất thứ hai nữa là các anh theo dõi kênh của em lâu rồi nên các anh cũng biết, thứ nhất là biết cách chú Thơm mãn hàng, thứ hai nữa còn giống chú Thơm chọn. Đó thứ ba nữa là em bán ở đây cũng nhiều lắm rồi, chắc các bác Sam cũng tham khảo đó. Tham khảo cái tông me chú Thơm bắt chọn như thế nào rồi đây các bác. Đây bà con, me quá cực kỳ đẳng cấp cái loại này này. Đầu sang năm anh bán không dưới, đầu sang năm mà anh bắt không dưới 20 triệu. Như hai con như mấy con me này. Đây như con này không dưới 20 triệu đâu anh nhỉ. Nếu mà đầu sang năm. Nhưng bây giờ ở trong năm đó nên cố gắng giá cả nó đang còn được tí, mà bây giờ chú Thơm không còn hàng bắt các bác. Không còn hàng nữa. Đây các bác, trở sang cho anh. Có hơn 50 triệu các bác, con me đẹp cực kỳ luôn các bà con. Đó. Đây con này là nên bỏ mẹ livestream này nên nó hơi dày, nhưng mà con này mông nó lại to này. Con này mông nó to này. Sau con này này, sau cái con này giống y như cái con mà con to ở trong chuồng em á, cái con mà đường ngoài đi vô con thứ hai á, con to để con loại đây là sau này giống y như vậy này. Nên còn cái con này này. Đúng rồi, còn cái con này, hai con này này là sau nó cao trường giống như hai như con đứng bên F2 á, hoặc là cái con ngoài cùng á, cái con ngoài cùng với con F2 ở đó là sau này hai cái con mẹ này giống y vậy. Còn con này là giống cái con to con dày á, con đứng từ thứ hai đằng ngoài vào đó. Con nhà man này nhìn cái đầu cái con. Đúng rồi. Anh nhìn thấy cái gọng chân ấy, anh nhìn thấy đẳng cấp không? Em nói vàng đùi này nuôi đẳng cấp lắm này. Đẹp rồi các bác. Đấy là ba con này, hai con đi là. Đúng rồi, view VIP hôm qua em thấy mấy con nhưng kém lắm. Như sáng nay em đi cũng thấy mấy con nhưng kém cũng em không bắt. Nói chung là rớt. Còn cấp này thì anh nuôi tầm cỡ tháng anh em ở đây nuôi có nhà đủ thì tầm cỡ tháng 3, cuối tháng 3. Cố gắng anh Thơm không cần nhiều, chỉ cần tầm cỡ 600 cân hơi là ok rồi. Bằng cái con bò anh hai con ở trong chuồng á. Đó, hai con đen to đó là được rồi. Hai con đen to chứ thì bây giờ nó phải rớt rồi tầm 1.2 tấn rồi đó, 1.2 tấn đấy em. Đó. Rồi, thì chú Thơm giao bà con cuối năm. Đó chắc có lẽ là hết năm luôn các bác. Bà con một chuyến cuối năm luôn này, chuyến cuối cùng trong năm 2023 này. Đó thì anh Cơm cũng cảm ơn nhá, cảm ơn em và gia đình ở bên đây nhá. Đã tin tưởng, ủng hộ và chọn mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Đó anh Thơm cảm ơn em rất nhiều. Đó thì chúc cho em chăn nuôi ba con ba bên này của anh Thơm cung ứng này, ham ăn chóng lớn. Đó. Đúng rồi, ở đây thì mê rồi. Nó ham ăn chóng lớn để có nguồn thực phẩm sạch để cung ứng ra thị trường phục vụ bà con nông dân ở khu vực Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Đó cảm ơn em và gia đình rất nhiều. Bà con nông dân ai quan tâm thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh Khởi Nghiệp nha bà con. Chào các bác.